Bữa nào nắng nắng chạy xuống sông Cao với em nghe. Vậy để tiếp nối trong chương trình hát với nhau tại phòng trà Nhanh Lên hôm nay thì em xin mời chị Kim Dúng sẽ đến với mặt phẩm là Tiền Thắng Tình Thua. Cho chị Kim Dúng một tràng pháo tay đi ạ. Sau tiếng hát của chị Kim Dúng là chị Úc Dũng chuẩn bị. Tình như
lên lối.